Ôi dồi ôi. Đây giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, đây là vườn của anh Công ở thành phố Ninh Bình. Rộng quá anh ạ. Mang cây ra ngoài chỗ trưng bày rồi anh. À. Vâng. Xem còn cây nào thì. Ông thực hôm nay trông rất là đẹp trai vậy ạ. Chào mạnh nhá. Vâng. Vâng. Chào mạnh nhá. Vâng, em chào anh. Đấy. À. Rộng phết đây nhờ anh Công nhờ. Chỗ này chắc mấy anh em. Đoàn kết đấy. Biển này bị bóng đấy. Rồi vừa rồi đi suốt thì lá sâu xuống hết. Mà cái tầm này nó đương nhiều sâu. Được rồi, cười đi. Thôi là ranh giới rõ ràng à? Tối bạn ngủ đây à? Ờ. Mình chưa thuê được ai ngủ với vợ đây. Chưa thuê được ai. Nhưng mà là đây à? Đây vợ vẫn về đây ngủ chứ? Vâng, nhà tớ trong phố mà. Thẳng đây ra luôn là ngay đường Trần Hưng Đạo đường to. À đấy nhỉ. Tức là tối ở đây là có người trông. Tối đây có bảo vệ trông mà. À rồi. Thế này hiểu. Chóc cả trông luôn cả khu này. Mấy anh em ấy, hàng cổ quý chưa? Vâng. Cứ vít cho gãy cành của anh Thắng đã. Nhìn như cái lọng, như cái lọng ấy nhờ. Vít cho gãy cành của anh. Bóng đều như cái ô ấy anh nhờ. Đúng như cái ô thật, giống như cây tể tướng lưng gù của anh ấy. Biển cổ đấy. Cái chậu này giống cái chậu của ông Thực nhỉ? Ông Thực à? Giống cái chậu cổ của ông trước ông trồng cây trực huyền ấy. Cũng một cổ kiểu đấy. Cho về Hưng Yên. An nhiên à. Nhưng mà những cây này là bạn cắt luôn à? Cắt được. Tức là bạn cắt hay là thì ai cắt? Mình cắt được, anh Thắng cắt được. À để đi. Ở thế còn không nữa thì bận quá mà có em cắt. À để đi. Biết làm mà. Biết làm là được rồi, khéo tay. Thế không có gì đấy. Chắc mà nặng. Này. Ngồi được đấy nhỉ? Bộ ấy nhiều tiền không anh Công? Cả bộ cả ghế cả sập đây à? Không. Ôi trời. Chắc đấy. Sập này chắc cái gỗ cụ đúng không? Sập là bằng gỗ cụ, bàn ghế là bằng gỗ chắc. Ừ, chắc là đen xì. Chắc là vừa mua được mang về về đây chứ nhỉ?
hay là ý hay định là mua là về nhà dùng à. Nhưng mà gặp anh em mà thích là vẫn giao lưu bình thường, tức là vừa mới mua về đây còn chưa còn chưa hạ đen xì nhờ, gỗ chắc mấy món này, 1 2 3 4 bốn ghế, 2 đôn. 4 ghế, 2 đôn, 1 bàn. 1 bàn. 7 món. 7 món. Rồi về đá mới rồi xuống ông về đá cũ. Nhưng mà ngày xưa anh Giang. Giang thường đến đấy. Bể đá cũ nó lại đi cách Tân à? Anh làm từ cái mốt cái đấy bên đây khoảng thế làm là làm mới rồi kiểu bên qua lại. Cái đây khoảng khoảng chục năm. Phải chứ là cứ thấy bể đẹp nó mua về đục bao vặn. Thế thành ra là ấy nhỉ, thành ra là như này lại thành thành mới rồi. Cũ lại thành mới. Ông chỉ là cắt được cắt kiểu này. Sam hương này. Lá sao nó bật, lá nào nó mới tự động. Khi mình bật hết lá thì nó sẽ bị bật hết lá thì nó phải vào cái trời ấy và để đây thì bấm nửa lá là cứ bật lọc cái là tự dụng luôn, đúng không? Khi nó muốn dụng là nó sẽ bật lọc cây nào nó cũng khỏe không được che nào tầm này nắng làm phát triển bật mua lọc nửa nắng bên nắng cho 3 ngày là như là lắm nhưng mà cuối tuần này đổ lắm, nắng to quá lắm, 36 độ bây giờ. Đây chắc tác phẩm này mới là tác phẩm gọi hồn quê. Cây này của anh Thắng này. Video bonsai. Đây là tác phẩm An Nhiên.
xanh Nam Điền, u cục lụt lực, lùn lực. Ba vai. Cây này của anh Thắng nhé, quý vị ạ. Của anh Thắng có cái kênh video bonsai. Bèo này là bèo gì đây không biết. Dày thế nhỉ. Hình như bèo Nhật đấy gì ấy. Đây là song thụ của anh. Tác phẩm song thụ. Đây cái hoa mẫu đơn. À đây anh ấy có cái cây ngâu này. Ngâu quý vị ạ, cây này có bộ bệ. Chỗ này là vườn của anh Công với cả anh Thắng à? Khu vực này là vườn của anh với của anh Thắng, gọi là khu vườn cảnh non nước. Vâng. Toàn bộ ở đây vườn cảnh non nước. Thế bên này? Bên này là của anh Toàn, à. Bên anh Cường, bên anh Trường. À, tức là cái khu này là của khoảng 10 anh em. 11 anh em. À. Rộng nhỉ? Rộng lắm ạ. Này là được rồi, chỗ này là thoáng đãng. Người cây thích. Vâng. Qua để cho bạn Lâm nhận cái đấy. Các cây đẹp các anh ấy mang ra ngoài khu trưng bày hết rồi. Cho nên là tí nữa tôi sẽ ra ngoài đấy tôi quay cho quý vị và các bạn. Cây này xịn đúng không anh? Tức là xịn, một cây xịn bay đá. Em sang bên này em nhìn thì mới thấy xịn này. Thấy cái chốt nó nóng ít không này. Nóng thôi trong gầm đấy. Mọc trong thân mọc ra. Nhiều người xong nó ra đây nó mới buông dễ, nó mới phì thằng này nó khỏi thằng trong. Cái này là một cây rất già. Em đây anh Quang ơi. Tức là hàng hịn, hàng hịn. Anh Giai đang đâu?
Dạ. Vâng, ok anh. Ôi, hẹn. Rồi, ok. Vâng, hẹn gì?